rau muống nữa. Đúng rồi nha. Rồi. Cái gì được đó là ông quyết nha, quyết định nè. Ăn miếng đậu, sẽ đậu. Rồi. Rồi, hồi sáng này mình ăn sáng ha, là mình ăn rau muống nè, để muốn gì được đó nè. Rồi ăn quyết, trong cái mình ăn muống riêu á, trong quyết á thì là quyết tâm nè. Rồi quyết định nè, rồi với mình ăn đậu hũ. Đậu có nghĩa là quyết tâm, đậu. Hết tất cả công việc mình làm. Rồi bây giờ mình ăn tiếp đây là cá thu. Ha. Ta nói đầu năm mình ăn cá thu là để thu vào. Nha các bạn nha. Đó, cá thu thu vào. Đây còn cũng còn rau muống tiếp nữa. Nghe không? Rồi củ cải, củ cải nè, canh củ cải là được nhiều củ cải, thu vào nhiều củ cải nè các bạn nha. Đó rồi được có trứng, tại vì nhà mình đơn chiếu lắm, có mình nè. Rồi vậy nha, rồi các bạn cùng ăn cơm với mình nha. Các bạn thích thì bấm đăng ký cho mình một kênh nha bạn nha. Chào các bạn. Rồi mình ăn Tết, các bạn cùng ăn Tết với mình. Đây là sáng mùng 1 Tết. Trưa chứ, trưa, nãy sáng cái này buổi trưa, ăn trưa cũng ngày mùng 1 Tết của mình.